Xin chào bà con, thì hôm nay á mình có quay bà con xem về cái vườn của bà con nông dân, thì cũng thăm vườn kiểm tra cho nông dân á, là thông báo cho nông dân là cái việc mà tưới nước giữ ẩm như thế nào cho hợp lý đối với cây bơ chúng ta. Thì gần đây á một số bà con á có điện thoại cho mình và hỗ trợ mình một số cái câu hỏi cũng rất là khó khăn đối với nông dân. Thì có những câu hỏi rất là đơn giản với nông dân này thì là khó với nông dân khác, thì bà con nông dân có rất nhiều cái thắc mắc. Thì hôm nay mình quay cái clip này để mình nói từng cái trường hợp để bà con nhớ, bà con khắc phục được cái hiện trạng bơ chúng ta nên tưới nước thế nào là hợp lý. Tại sao một số bà con tưới nước á lại ra đọt rất là nhiều? Thì cái đó rất nhiều bà con mình nhắc nhở rồi. Khi nào là tưới nước và tưới nước như thế nào là cho hợp lý? Ví dụ như cái nụ hoa, cái nụ bông của chúng ta nó chưa có già mà chúng ta vô nước đi á thì vô tình nó đi đọt kèm theo hoa. Thì cái đó là đúng thôi. Thì mình nhắc nhở bà con khi nào bông chúng ta già cực đại và đã nhú chân chim, hạt hé mắt cua á, bà con thành vô nước. Thì cái việc tưới nước ở 2 lần đầu á thì bà con có thể tưới thoải mái cho mình. Sau khi bông đã phân tầng rồi á và chuẩn bị xả nhụy á thì bà con tưới nước duy trì độ ẩm mình là 50-60% thôi, có thể 70% được. Bà con duy trì độ ẩm thôi, mình không bảo bà con tưới nhiều. Mình cứ giữ ẩm cho cái cây chúng ta lúc nào nó có nước. Cái có nước ở đây á là bà con kêu tưới cũng được không tưới cũng được, không phải. Cái đó mình chia sẻ kinh nghiệm á, lỡ vô tình cái vườn bơ của chúng ta á nó bị mưa rào mưa phùn á, hoặc là những cơn mưa đầu mùa á, vô tình á nước nó nhiều thì nó bị sốc nước, thì dẫn đến tình trạng bông chúng ta sẽ bị rụng. Thì cái đó là bà con ít cái ai để ý lắm, bảo là sao mưa phát bơ rụng hết hoa, rụng rất nhiều. Thì cái đó cũng rất nhiều trường hợp mưa xuống á thì có đạm, rồi trong mưa nó có axit thì nó gây tình trạng là thối. Thì cái phần đó mình không nói, mình chỉ nói trước là cái phần sốc nước rồng hoa. Thì một số bà con á, thì nên nhớ lưu ý rằng mình á, mình chỉ tưới nước giữ ẩm thôi. Còn một số bà con trồng trong cà phê á, bảo là giờ tưới bơ và cà phê nó héo thì đó bà con chấp nhận thôi. Nếu bà con xiết nước được đúng thời kỳ thời điểm á thì con thể vừa tưới cà phê và tưới bơ bút chung một lần thì dẫn đến tình trạng nó nở hoa sẽ đều. Và cái thứ hai nữa là bơ sẽ không đi đọt. Như trên cái vườn mình quay con xem nè, vẫn có cây có đọt vì những cây đó là chưa già mà nông dân đã tưới. Còn lại đa số trên cái vườn này mình quay con xem kiểm tra nụ nãy giờ, dàn lá rất là xanh, rất là tươi, rất là đẹp, cây rất là thông thoáng. Thì với những cái vườn bơ như thế này á thì thật sự á cái tỷ lệ mà đậu hoa đậu trái rất là cao, rất là nhiều. Cái thứ nhất tại con sao bà con nói á, cái vườn bơ chúng ta nó phát đọt, nó phát ở đây có nhiều nguyên nhân. Thì mình giải thích lại nguyên nhân thứ nhất á, là con tưới nước rất là sớm, nụ chưa già mà con đã tưới, và con có thể là tiếc một số cây trong vườn mà con tưới thì nó phát đọt. Cái thứ hai á là có sương muối hoặc mưa phùn vào lúc 1, 2, 3 giờ sáng gì đó mà con không để ý được á, thì con chưa kịp vô nước hoặc là nụ chúng ta á, nó chưa già mà gặp sương muối hoặc mưa phùn á, thì sẽ đi đọt chắc chắn luôn. Và cái thứ ba á, là những vườn bơ á, lá rụng sạch hết rồi, lá nó vàng nó rụng hết rồi, nó rụng hết thì buộc phải thay lá bù tán ra lọc non để bù tán lại. Thì cái đó là rất là nhiều cái trường hợp nên bà con không có để ý được. Nhiều người cứ lo và hoang mang là có nên chặn đọt hay không, có nên phun hãm ngọn hay không. Thì rất nhiều bà con á, thì tự ý phun thuốc hãm ngọn chặn đọt trên cái lúc mà răng ra hoa phân tầng. Thì cái trường hợp này bà con phun á thì thật sự á, sẽ hỏng hết hoa, sẽ hỏng hết luôn. Vì hoa đang giai đoạn nở hoa phân tầng mà con kiềm chế lại cái sự sinh trưởng phát triển của nó thì buộc hoa phải rụng. Thì mình nhắc nhở lại là bơ đang nở hoa không nên phun hãm đọt, chặn đọt hay là hãm ngọn á. Thay vì đó bà con cứ đợi cho mình là nó sẽ già và con phun dưỡng hoa, đậu hoa già lá, đến lúc mà xả nhụy xong trái hình thành bằng viên bi hoặc đầu ngón tay á thì con có thể phun hãm ngọn cho mình. Thì lúc này dinh dưỡng sẽ tập trung vào nuôi vào trái và lá sẽ già lại, thì bù tán, việc bù tán đã xong. Thì cái giai đoạn đầu tiên của việc mà trái bằng trứng gà hoặc là trái bằng viên bi á thì tỷ lệ rụng sẽ rất thấp, mà ở cái giai đoạn mà muốn rụng trái nhanh và nhiều á là bắt đầu từ trứng gà trở lên. Lúc đó là cái sự cạnh tranh dinh dưỡng ở cơ đọt thứ hai, gọi là cơ đọt bù tán lần hai của cây bơ búp, sẽ rụng rất là nhiều, rất là nhanh. Thì giai đoạn đó bà con cân đối là cái chế độ bón phân cho mình. Thứ nhất là đạm lăng kali theo tỷ lệ vi lượng sắt kẽm magie bor canxi ở dưới á,
bà con cân đối cho mình, phân chuồng bà con cân đối cho mình. Thì lúc đó bà con vừa phun trên vừa cân đối lượng phân với mình, thì bắt buộc vào cái mùa mà trái trứng gà như hàng năm mọi năm á, thì mỗi năm mỗi khác, thì sẽ dẫn đến một tình trạng là mưa rất là nhiều và tỷ lệ bà con không phun thuốc được và không hãm nước được, thừa nước á, thì nó sẽ rụng rất là nhiều. Thì đó là những cái nguyên nhân chính mình phân tích cho bà con từng giai đoạn. Thì còn ở cái giai đoạn này á, thì mình sẽ đi quay tham khảo bà con về cái vườn mà đã phun thuốc dưỡng hoa một lần và tưới nước giữ ẩm á, thì nó phân tầng như thế nào cho hiệu quả. Thì đây mình quay rất là từ từ và chi tiết về toàn bộ cái vườn bơ bút 4 năm tuổi và 5 năm tuổi. Thì dàn lá rất là xanh, tươi và đẹp, bơ đang rất là phân tầng. Thì trong giai đoạn này á, thì bà con có thể là đang hé mắt cua á, đó là chặt cành nậu á, thì bà con có thể phun cho mình một đợt thuốc sâu và một đợt thuốc nấm. Mình nhắc lại rất là nhiều, một đợt thuốc sâu và đợt thuốc nấm để dưỡng hoa cho nó đầy đủ và cân đối. Thì luôn luôn ở những vườn bơ chúng ta có những cái côn trùng gây hại và nấm bệnh khác nhau, nên cái chế độ chăm sóc của mỗi vườn cần chu đáo. Thì mình nhắc nhở bà con á, thì mình thường xuyên ra clip trong giai đoạn này để cho con thường xuyên thăm và theo dõi ở những giai đoạn này con tưới nước như thế nào cho nó hợp lý. Mình nhắc nhở lại là từ lúc hình như trên clip cho con luôn luôn giữ ẩm cho mình. Đây là vườn bơ mình hướng dẫn bà con rất là chu đáo từ lúc làm cành bón phân như thế nào cho chu đáo á. Thì mình khuyên bà con á là phải bón phân cân đối và giữ sao cho dàn lá chúng ta rất là xanh và tưới nước giữ ẩm như thế nào á, để cho bà con chúng ta có một cái mùa bội thu, để tránh tình trạng một số bà con ở năm 2018 á, thì ảnh hưởng rất nhiều lý do khác nhau. Vì thế nên là mỗi năm bà con phải rút ra cho mình một cái kinh nghiệm khác nhau để làm cho một cái mùa bơ chúng ta hiệu quả và cao. Vì hoa bơ chỉ có một năm và có một mùa, nên mình công việc cũng rất là nhiều, và nên cái việc chia sẻ kiến thức cho bà con á, thì vào những clip này nên bà con chú ý và xem và tham khảo toàn bộ clip về cái những cái mà mình chia sẻ cho bà con xem. Toàn bộ những cái hoa bơ nãy mình quay con xem á, rất là khỏe, đẹp, xanh. Cỏ trong vườn mình vẫn khuyên nông dân là để nguyên, để công việc giữ ẩm và thoát ly các yếu tố ở trong vườn nó đạt hiệu quả cao hơn. Thì mình cũng chia sẻ đối với cái mùa nắng như thế này á, thì tỷ lệ mà nấm bệnh nó rất là ít, nó không như mùa mưa. Vì thế bà con, số bà con có điều kiện á, bà con có thể mua rơm rạ tủ vào góc để cho cái tình trạng bà con tưới nước giữ ẩm nó sẽ kéo dài được lâu hơn. Thay vì một số vùng á, như Đắk Nông, Kon Tum rồi đó, Gia Lai, Đắk Lắk là những cái vùng đất cát và đất sỏi á, thì cái tỷ lệ mà thoát nước á, nó rất là nhanh. Vì thế nên mà con mua rơm rạ tủ với mình á, thì nó giữ ẩm được lâu, thì việc tưới nước bà con sẽ kéo dài được 7 đến 10 ngày hoặc 5 ngày, thì tùy vào vùng đất thì bà con tưới nước giữ ẩm nó sẽ khác nhau. Thì qua đó là những cái kiến thức mình chia sẻ bà con đối với giai đoạn mà phân tầng lần 1, lần đầu á, thì bà con tưới nước giữ ẩm cho mình nha. Thì ở giai đoạn này bà con có thể lựa chọn những dòng thuốc nấm bệnh đồ đó con phun cho kỹ lưỡng cho mình, để cho giai đoạn phân tầng lần 2 được cân đối là trước lúc xả nhị và đậu trái. Thì lúc đó mình sẽ hướng dẫn tiếp cho bà con đối với vụ 2019 này. Thì clip này bà con cũng đã xem hết toàn bộ vườn mình quay. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này. Xin cảm ơn bà con ạ.